Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Suzuki XL7 Một mẫu xe 7 chỗ tầm trung Cạnh tranh trong phân khúc của Mitsubishi Xpander Toyota Veloz, Toyota Avanza, Hyundai Stargazer, Kia Karen Và một số những mẫu xe MPV 7 chỗ khác Suzuki XL7 có những ưu thế riêng Trong đó thì phải kể đến cái sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu Hiện tại mẫu xe XL7 đang xả kho xe 2022 Giảm cực kỳ nhiều tiền mặt cho anh em và hiện tại giá bán đầu tháng 7 đang là đáy Có nghĩa là cái giá bán thấp nhất từ trước đến nay Và cũng là cái giá bán thấp nhất trong cái phân khúc 7 chỗ Trong video ngày hôm nay Em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng đầu tháng 7 Của các phiên bản Suzuki L7 Mời anh em cùng xem chi tiết video Suzuki L7 được nhập khẩu và phân phối với hai phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là XL7 bản tiêu chuẩn Phiên bản thứ hai đó là XR7 bản Sport hay còn được gọi bản Limited. Và phiên bản này có một số những option nâng cấp hơn so với bản tiêu chuẩn, cụ thể như sau. So. Sẽ có cam 360, sẽ có cam hành trình, có sạc không dây và đuôi lướt gió. Giá xe sẽ đắt hơn so với bản tiêu chuẩn là 15 triệu. Anh em lưu ý, không có cốp điện. Nếu anh em nào muốn có thêm cốp điện thì sẽ thêm tiền. Anh em nhớ cho mã. Chính sách bán hàng của Suzuki không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và showroom của em ở Hà Nội Chính vì vậy anh em nào ở các tỉnh mà muốn mua xe ngoài showroom bên em thì anh em nên cân đối cho em thêm những chi phí vận chuyển đi lại Chính vì vậy anh em nên so sánh với các showroom ở gần địa phương của mình xem là cái giá bán nó trên này có nhiều hay không Trong trường hợp lệch nhiều thì anh em ra ngoài em mua thì như là vậy anh em sẽ tiết kiệm được tương đối chi phí Hình thức mua bán thì anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp Đầu tháng 7 em có một số thông tin trả góp cập nhật cho anh em như sau Đối với dòng xe Suzuki là 7 anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa lên đến 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Và với cái mức lãi suất năm đầu tiên, anh em được ưu đãi là khoảng 0,9% trên một tháng. Năm thứ hai trở đi, biên độ sẽ dao động là khoảng 1% trên một tháng. Và anh em không phải chứng minh nguồn thu nhập, cũng không bắt buộc anh em phải mua bất kỳ một khoản bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm vay nào tại thời điểm này. Chỉ cần anh em không có nợ xấu thì em sẽ hỗ trợ anh em vay vốn ngân hàng được. Cụ thể, mấy anh em cùng đến với từng phiên bản XL7 tại thời điểm đầu tháng 7 này. <laughs> phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em, đó là phiên bản XL7 bản tiêu chuẩn. Phiên bản này có giá niêm yết là 599 triệu. Hiện tại vẫn là xe sản xuất 2022. Và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 7 này, anh em được giảm rất là nhiều tiền mặt, giảm đến 84 triệu tiền mặt. Cụ thể giá bán cho anh em là 515 triệu. Như vậy đã giảm gần 20 triệu so với thời điểm tháng 6 tặng kèm anh em thêm gián kính và trải sàn. Hai phụ kiện này thì được tặng từ nhà máy rồi. Như vậy với giá bán 515 triệu, em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Cụ thể như sau, anh em nào ở Hà Nội sẽ là 609 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 597 triệu. Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 589 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 577 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước cụ thể nó gồm có lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng và tem kiểm định xe mới. chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác anh em lưu ý cho em. trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau: anh em nào ở hà nội thì cần chuẩn bị 197 triệu, anh em nào ở sài gòn là 185 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 177 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 165 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh, trong đó thì bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ giá là 7,2 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với 80% giá trị xe. Như vậy xe Suzuki L7 có mức vay 80% so với một số xe trong vùng phân khúc thì sẽ thấp hơn Ví dụ như chiếc Xpander hay là chiếc Venus thì anh em có thể vay được đến 85%. Nhưng bù lại anh em vay ít ngân hàng thì số tiền anh em trả hàng tháng nó sẽ ít đi. Đâu cũng vào đấy cả thôi ạ. Cụ thể anh em sẽ vay được tối đa số tiền là 412 triệu. Với gói vay 8 năm thì em đã tính cái gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7,9 triệu. Trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,2 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em, em sẽ gửi qua Zalo hoặc tin nhắn Facebook cho anh em để anh em tham khảo. Anh em nhìn vào đó, anh em có thể biết là trong suốt quá trình anh em vay, tổng tiền lãi là hết bao nhiêu tiền và anh em có quyền trả bớt gốc hoặc tất toán khoản vay trong suốt quá trình anh em vay, nhưng trong 3 năm đầu anh em sẽ bị phạt. Cụ thể anh em nào mà cần em tư vấn chi tiết hơn thì liên hệ với em, em sẽ tư vấn cụ thể cho từng anh em để anh em nắm rõ và phiên bản thứ hai phiên bản cao cấp nhất em cập nhật cho anh em đó là chiếc su kỹ r7 bản sport phiên bản này có giá niêm yết là 639 triệu hiện tại vẫn là đang xả kho xe 22 giá bán cho anh em tại thời điểm tháng 7 bây giờ chỉ còn có 530 triệu như vậy nếu so với giá niêm yết giá sẽ đã giảm hơn 100 triệu và bản sport này hơn bản tiêu chuẩn gồm những option nâng cấp như vừa em giới thiệu qua cho anh em rồi anh em vẫn sẽ được tặng kèm thêm giá kính và trải sàn như vậy với giá bán 530 triệu, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em xin phép tính cho anh em cụ thể như sau để anh em tham khảo và cân đối. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 629 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 616 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 609 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 596 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp Số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 205 triệu, anh em ở Sài Gòn là 192 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 185 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 172 triệu. Đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh. Trong đó thì bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ giá là 7,4 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với số tiền là 424 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 8,2 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,4 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên là 3,8 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền và thời gian vay theo nhu cầu của mình, không bắt buộc anh em là phải vay theo cái gói vay tối đa như em chia sẻ trong video đâu. Bản chất em chia sẻ ở gói vay tối đa trong video là để anh em có số tiền ban đầu trả trước thấp nhất và thời gian vay tối đa 8 năm là gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải trả là cái số tiền ít nhất. Hiện tại có đầy đủ màu giao cho anh em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin mới nhất về chính sách bán hàng của các phiên bản xl 7 tại thời điểm đầu tháng 7 này. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.